Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Người biểu tình Hồng Kông dùng cung tên săn cảnh sát. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều hình ảnh đó lại tại Hồng Kông uh, với việc chính phủ nước này dự định đưa ra dự luật dẫn độ nhưng cuối cùng đã bị những người dân Hồng Kông bác bỏ vì họ cho rằng đây là việc có thể sẽ ảnh hưởng từ Trung Quốc và những người dân Hồng Kông rất nhiều người sẽ bị dẫn độ sang Trung Quốc và xét xử với một nơi mà luật pháp không công bằng. Và hiện nay, mặc dù luật dẫn độ này đã được rút đi, nhưng những người biểu tình tại Hồng Kông vẫn tiếp tục biểu tình mạnh mẽ và họ đã áp dụng những phương pháp mới, đó là dục dùng kiểu vũ khí thời trung cổ có tên là cung tên và để bắn vào cảnh sát. Và hình ảnh mà chúng tôi xin chia sẻ sau đây được báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải về những biện pháp mới này của người biểu tình Hồng Kông. Và Hồng Kông, người biểu tình ném bom xăng bắn tên trúng cảnh sát. Đây là hình ảnh một người biểu tình chuẩn bị bắn cung và mũi tên trong cuộc đối đầu với cảnh sát tại Đại học Bách Khoa Hồng Kông, Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2019, tức là hôm nay. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ uh, với những uh, cung và mũi tên như vậy uh, có vẻ khá chuyên nghiệp thì tính sát thương của nó cũng khá cao nếu bị bắn trúng bạo lực mới lại nổ ra xung quanh khuôn viên trường đại học Bách Khoa Hồng Kông vào sáng Chủ nhật khi nhiều sinh viên biểu tình đụng độ với cảnh sát từ đêm qua. Được vài giờ yên tĩnh khi các sinh viên và người biểu tình ngủ trên bãi cỏ và trong thư viện Đại học Bách Khoa Hồng Kông ở quận Khôn Lôn, cảnh sát bắn những phát đạn hơi cay đầu tiên ngay sau 10 giờ sáng. Nhiều người biểu tình sau đó lại ném bom xăng, một số dùng máy bắn đá tự chế vào cảnh sát, trong khi cảnh sát bắn những luồng hơi cay và xả phòi rồng tẩm màu xanh vào những người biểu tình này. Một cảnh sát đã bị bắn trúng tên nhưng vẫn tỉnh táo và được đưa đến bệnh viện theo tuyên bố của cảnh sát. Và với những mũi tên như vậy, cảnh sát rất nguy hiểm vì nó cũng nếu bị bắn gần thì tính sát thương cũng rất cao. Và sinh viên Hồng Kông đã dựng lên các rào chắn như những pháo đài trước các trường đại học để chống chọi với cảnh sát. và đây là hình ảnh với uh, những cái chiếc thang ở phía sau uh, và người biểu tình Hồng Kông nhìn ra ngoài từ bục trên cao trên cây cầu rào chắn dẫn vào trường đại học Hồng Kông và có những người uh, sinh viên đã dùng cả những ống nhòm để quan sát uh, cảnh sát khi họ tới gần và để gần lại các bạn cũng thấy rất rõ rằng đây giống như những cái pháo đài mà người uh, mà sinh viên Hồng Kông đã dựng ra để chống lại cảnh sát một số nơi trong khuôn viên trường đại học trông giống như một pháo đài vào sáng Chủ nhật chằng chịt với chứng ngại vật và người biểu tình mặc áo đen trên những pháo đài của họ, sử dụng những vũ khí ngẫu hứng như gạch, bom xăng và cung tên. Chúng tôi không muốn tấn công cảnh sát, chúng tôi chỉ muốn bảo vệ khu học xá của chúng tôi và chúng tôi muốn bảo vệ Hồng Kông. Trần, 20 tuổi, một sinh viên năm thứ ba tại trường đại học này đã nói như vậy. Đây là một trong những trường đại học cuối cùng trong số 5 trường mà các sinh viên biểu tình đã sử dụng làm căn cứ để tiếp tục chặn đường đi qua cảng và trung tâm thành phố và quân đội nhân dân Trung Hoa, Trung Quốc đã đột ngột xuất hiện để làm nhiệm vụ dọn dẹp sau những cái đợt biểu tình này và khi mà người biểu tình đã rút đi thì đây là hình ảnh mà chúng tôi xin chia sẻ. Đây là hình ảnh trích xuất từ chương trình của đài truyền hình Hồng Kông. Các binh sĩ Trung Quốc mặc quần sóc và áo phông nhặt gạch giải rác của người biểu tình tại Đại học Baptist Hồng Kông hôm thứ Bảy ngày 16 tháng 11 2019, tức là hôm qua. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ rằng uh, những cái người uh, lính Trung Quốc này họ không mang vũ khí mà chỉ uh, mặc áo phông và quần ngắn để dọn dẹp mà thôi. Quân đội của Trung Quốc đã tham gia nỗ lực để dọn dẹp các mảnh vỡ rào chắn bên ngoài trường đại học, đó là nơi xảy ra đụng độ suốt cả tuần qua. Sự hiện diện của các binh sĩ quân đội Trung Quốc trên đường phố, dù là để dọn dẹp, có thể gây tranh cãi thêm về tình trạng tự trị của Hồng Kông trong bối cảnh nhiều người lo ngại Bắc Kinh đang gia tăng sự kiểm soát của họ trên các đường phố ở Hồng Kông và thay vì mang theo súng thì quân đội uh, nhân dân Trung Quốc lại mang chổi và xô nhựa ra đường để tiếp tục dọn dẹp chứng ngại vật uh, do người biểu tình của Hồng Kông bỏ lại uh, trước đó và đây là hình ảnh quân đội Trung Quốc mang chổi ra dọn dẹp gạch đá và các chứng ngại vật tại Hồng Kông sau khi người biểu tình rút đi thì để gần lại các bạn thấy rất rõ rằng là những chiếc áo phông này đây là cái được trang bị cho những người lính Trung Quốc và họ mặc nhưng mà đi với quần ngắn và họ ra dọn dẹp chứ không mang theo vũ khí. Hồng Kông không yêu cầu sự trợ giúp từ quân đội nhân dân Trung Hoa và quân đội đã thực hiện như một hoạt động cộng đồng tự nguyện, một phát ngôn viên của chính quyền thành phố đã cho biết như vậy các thành nhà lập pháp ủng hộ dân chủ đã lên án các hành động của quân đội nhân dân Trung Hoa trong một tuyên bố chung cảnh báo rằng theo luật Canrisson can của Hồng Thành phố, quân đội không được phép can thiệp vào các vấn đề địa phương trừ khi được chính phủ yêu cầu giúp đỡ và kênh e ETHK của chính phủ ở Hồng Kông đã cho biết như vậy. Và ngoài ra, sinh viên Hồng Kông đã tự chế cả những chai xăng và chất đựng chất cháy để ném vào cảnh sát và bảo vệ cái trường đại học của mình. Và đây là hình ảnh uh, của một sinh viên cầm một chai một ly cốc thai Molotov, tức là chai chất cháy trong các cục đụng độ tại uh, đại, trước cửa đại học Hồng Kông. Và để gần lại các bạn cũng sẽ thấy rất rõ uh, những hình ảnh mà cũng khá nguy hiểm này nếu mà những chai chất cháy này ném ra và trúng vào cảnh sát thì rõ ràng là sẽ uh, gây bỏng nặng. Trung tâm tài chính châu Á đã bị rung chuyển sau nhiều tháng biểu tình khi nhiều người dân Hồng Kông nhận thấy sự can thiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ngày càng sâu rộng. Bắc Kinh phủ nhận can thiệp và đổ lỗi cho tình trạng bất ổn lên ảnh hưởng của các thế lực nước ngoài. Các động độ giữa người biểu tình và cảnh sát ngày càng trở nên bạo lực. Các cuộc biểu tình đặt ra một thách thức lớn cho thủ chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2012. Tập cho biết ông tin tưởng chính phủ Hồng Kông có thể giải quyết được khủng hoảng và tất nhiên với những cái khủng hoảng tại Hồng Kông như thế này thì uy tín của ông Tập Cảnh Bình sẽ xuống thấp rất nhiều nếu ông không giải quyết được một cách ổn thỏa và đương nhiên điều đó sẽ dẫn đến nội bộ bộ chính trị Trung Quốc cũng như Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có những lục đục và sẽ có phải có những thay đổi nếu như tình hình không được cải thiện. Và những thiết bị vũ khí thời trung cổ rất lạ mắt đã được sinh viên Hồng Kông phục dựng lại để dùng cho cái cuộc biểu tình của mình. Và đây là hình ảnh người dân người Hồng Kông và gồm có những sinh viên biểu tình thử một máy phóng tự chế trên cây cầu có rào chắn dẫn vào đại học Hồng Kông. Và nếu để gần lại các bạn thấy rất rõ uh, nó được chế tạo bằng những cái loại ống cây và có thể dùng để bắn những đá và những cái vật dụng bay rất xa truyền thông Trung Quốc dẫn lời tuyên bố hôm thứ Năm của ông Tập Cảnh Bình tố cáo tình trạng bất ổn và nói rằng ngăn chặn bạo lực và kiểm soát sự hỗn loạn khi lập lại trật tự hiện đang là nhiệm vụ khẩn cấp của Hồng Kông. Quân đồn trú của Trung Quốc xuất hiện dọn dẹp trên đường phố hôm thứ Bảy chỉ vài ngày sau khi một số cuộc đụng độ bạo lực tồi tệ nhất giữa cảnh sát và người biểu tình diễn ra tại Đại học Trung Văn Hồng Kông hôm thứ Ba vừa qua. Ít nhất 5 trường đại học đã bị hàng ngàn sinh viên và người biểu tình tích trữ vũ khí để đối phó với cảnh sát thì như vậy là số này rất lớn và đã lan sang các sinh viên đại học và sinh viên ngoài ra sinh viên đại học bách khoa hồng kông đã tự sáng tạo ra các hỗn hợp dung dịch đặc biệt để chống lại sự xâm nhập của cảnh sát vào trong các ngôi trường đại học của họ và đây là hình ảnh một người biểu tình nạp đầy khay bóng bay chứa hỗn hợp bằng sơn và nước để ném uh, tại đại học bách khoa hồng kông và để gần lại các bạn thấy rất rõ rằng họ đã cho sơn và nước trộn vào với nhau và để trong những cái quả bóng bay này và khi mà ném ra thì nó vỡ và tất nhiên nó sẽ bám dính cũng như là tạo màu rất khó chịu lên trên trang phục của cảnh sát hoặc là những cái người mà sinh viên Hồng Kông muốn chống lại và đến cuối ngày thứ bảy nhiều người biểu tình dường như đã rời khỏi khuôn viên các trường đại học nhưng đường hầm xuyên cảng Hồng Kông vẫn bị chặn bởi những người biểu tình chiếm đóng tại đại học bách khoa trước đó hàng trăm người biểu tình thân Trung Quốc đã tập trung tại trụ sở cảnh sát và cơ quan lập pháp thành phố vẫy cờ Trung Quốc và Hồng Kông để tỏ lòng ủng hộ cảnh sát thì như vậy là chúng ta đã thấy có hai luồng một bên là phản đối và một bên là ủng hộ. Tuy nhiên số lượng ủng hộ cảnh sát rất ít. Cũng có những nhóm người ủng hộ cảnh sát Hồng Kông nhưng số lượng này ngày càng ít đi và thông tin của truyền thông quốc tế tiếp tục lan tải. Đây là hình ảnh quân đồn trú của quân đội uh, nhân dân Trung Hoa bất ngờ xuất hiện công khai dọn dẹp đường phố Hồng Kông hôm 16 tháng 11 năm 2019, tức là hôm thứ Bảy hôm qua. Một số người dơ cao áp phích với dòng chữ Cảnh sát chúng tôi sánh vai cùng bạn, trong khi những người khác hô vang ủng hộ cảnh sát. Các cuộc biểu tình ủng hộ Trung Quốc cho đến nay đã thu hút số lượng người tham gia ít hơn nhiều so với các cuộc biểu tình chống chính quyền và phản đối Bắc Kinh. Đến chiều muộn ngày thứ Bảy, lực lượng quân đồn trú của quân đội nhân dân Trung Hoa đã rời khỏi đường phố trên trường bên ngoài của trường đại học Baptist bên ngoài, cạnh danh trại của họ ở Côn Lôn. Và đứng trước các diễn biến nguy hiểm tại Hồng Kông, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã huy động tăng gấp đôi số binh lính quân đội nhân dân Trung Quốc đồn trú tại đây trong thời gian vừa qua. Và thông tin tiếp theo. đây là hình ảnh quân đội nhân dân Trung Hoa đồn trú tại Hồng Kông. Các nguồn tin nước ngoài cho biết Trung Quốc đã huy động từ 10 đến 12 000 binh lính ở quân đội hiện diện tại Hồng Kông gấp đôi về quy mô so với thời điểm trước khi các cuộc biểu tình chống chính quyền nổ ra. Quân đội Trung Quốc chỉ mới xuất hiện trên đường phố Hồng Kông một lần kể từ khi bàn giao vào năm 1979, là từ năm 1997 và đó là để rút dọn dẹp sau cơn bão vào năm 2018. Không rõ có bao nhiêu người tham gia và có hoạt động dọn dẹp hôm thứ Bảy vừa qua. Quân đội Nhân dân Trung Hoa đồn trú tại Hồng Kông cho biết khi Cư dân bắt đầu dọn dẹp, một số binh sĩ quân đội đã giúp họ dọn đường trước cổng đồn trú quân. Vào tháng 8, Bắc Kinh đã chuyển hàng ngàn binh sĩ qua biên giới vào Hồng Kông, nhưng Tân Hoan Xã nói đó chỉ là một cuộc luân chuyển quân đồn trú một cách sức thông thường mà thôi. Và các diễn biến thay đổi trên thế giới nhằm vào các nước có thể chế độc tài, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội như Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên đang tiến triển ngày càng mạnh mẽ. Có lẽ đây là cao trào cuối cùng sẽ chôn vùi nốt vài nước cộng sản còn lại trên hành tinh này. để tới một ngày gần đây, làn sóng tự do sẽ lan về Việt Nam, bao phủ 63 tỉnh thành trong cả nước. khi đó, trên 90 triệu người dân Việt Nam sẽ được hưởng nền dân chủ, tự do và nhân quyền như các nước văn minh trên thế giới. rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .d ngày hôm nay chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook Thời báo .de để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất. Chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới an lành. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.